Một phó chủ tịch phường ở Quảng Trị đang thuộc diện F1 đã tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, với sự có mặt của vợ là BN COVID-19, bất chấp yêu cầu giãn cách rồi đăng ảnh lên Facebook ngày 19. 8. Trung tâm Y tế TP, Đông Hà đã có báo cáo việc chấp hành quy định về giãn cách khu cách ly y tế liên quan đến cán bộ thuộc diện thành phố quản lý. Cụ thể, là với ông HVC, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân P5, Đông Hà, vào khu cách ly của Trung tâm Y tế TP. Đông Hà từ ngày 6 tháng 8, vào lúc 19h30 phút ngày 15 tháng 8, có người quen biết sinh nhật ông C. Nên mua bánh kem gửi vào khu cách ly. Tiếp đó, ông C gọi vợ là bệnh nhân COVID-19 số 904 đang bị cách ly đặc biệt tại Trung tâm Y tế TP. Đông Hà, để chụp ảnh, ghi hình rồi bệnh nhân 904 lấy ít trái cây và về phòng ngồi ăn một mình. Theo như ông C, nói lại thì khi qua phòng bệnh nhân 904 chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình. Cũng theo ông C, thì con ông này sau đó lấy máy điện thoại của anh đăng các hình ảnh buổi tiệc lên Facebook. Sau khi biết được sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã trực tiếp vào gặp ông C và yêu cầu ông thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định, gỡ bài trên mạng xã hội. Cũng trong báo cáo của Trung tâm Y tế TP, Đông Hà, gia đình ông C được đưa vào cách ly COVID-19 từ đêm 6/8, nhưng khi vợ anh C được công bố là bệnh nhân COVID-19 vào ngày 13 tháng 8, ông C và hai con vẫn âm tính thì đã được tách biệt với các thành viên còn lại. Tuy nhiên, khoảng 19h30 phút ngày 16 tháng 8, ông C vẫn đem đồ ăn qua cho bệnh nhân 904 và bị nhân viên y tế nhắc nhở.